Và đặc biệt là khi mà chúng ta hướng mic về loa thì đây, mọi người có thấy không? Không hề bị hú như những dòng loa khác. Đó, mọi người có thể quan sát là không hề có gì xảy ra luôn. Nếu như bạn là một người yêu thích những buổi tụ họp bạn bè ngoài trời và âm nhạc là một điều không thể nào thiếu, vậy thì một chiếc loa karaoke xách tay chạy bằng pin công suất lớn chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Đây là mẫu loa Passion 2 đến từ Paramax, một chiếc loa mà mình có thể cho rằng đáp ứng được những nhu cầu của bạn. Paramax là một hãng chuyên sản xuất những thiết bị âm thanh đến từ Việt Nam, nên có thể nói rằng những sản phẩm đến từ Paramax có sự thân thuộc đối với khách hàng người Việt Nam của mình. Ví dụ như là khi mọi người mở loa lên là sẽ nghe một câu này nha. Mọi người đợi một tí xíu. Hãy kết nối đối tượng. Đó, mọi người thấy chưa? Một câu nói rất là dễ nghe và dễ hiểu. Già trẻ lớn bé gì ai nghe vào là cũng có thể hiểu và sử dụng được ngay luôn. Đối với Passion 2, loa được thiết kế theo dạng hình hộp chữ nhật với kích thước gọn gàng, có thể cầm đặt trên loa giúp dễ dàng xách loa lên và đi muôn nơi. Tuy nhiên, lưu ý với các bạn một tí xíu, đó là loa nhìn gọn gàng như vậy thôi, nhưng mà khối lượng khá là nặng này nha, lên tới gần 10kg, nên mình nghĩ là sẽ phù hợp với các bạn nam trong việc di chuyển và mang sách hơn. Khi nào mà các bạn không có nhu cầu nghe nhạc thì mình hay nói đùa là có thể nâng lên nâng xuống thay cho tập tạ cũng được. Do tính chất có thể đem ra ngoài trời sử dụng nên xung quanh loa còn được bọc một lớp da dày dặn, vừa giúp loa thêm phần sang trọng lại còn tránh được va đập. Mặt trước của loa được bảo vệ bởi màn e căng và sợi, tạo được sự bắt mắt cho bề ngoài của loa, kết hợp cùng với đó là các chi tiết màu vàng đồng ánh kim, tạo nên một tổng thể hoài cổ và tinh tế. Như mình đã nói ban đầu thì đây là một chiếc loa sẽ đáp ứng được nhu cầu tụ họp vui chơi ở ngoài trời. Tại sao mình nói như vậy? Bởi vì đây là một chiếc loa có dung lượng pin cũng khá trâu so với những mẫu loa có cùng công suất. Loa được trang bị bên trong khối pin sạc dung lượng cao lithium ion 12.8V và có thời lượng sử dụng lên tới 10 tiếng. 10 tiếng là một buổi vui chơi hát hò thì thực ra cũng chưa suy nhê thấm tháp gì so với em này đâu mọi người ơi. Tại vì mọi người phải dùng liên tục trong 2-3 buổi thì mới lo là loa bị hết pin. Và nếu như mà không cần di chuyển nhiều thì mọi người cũng có thể là vừa xài vừa sử dụng. Để cho loa hoạt động bằng pin, các bạn gạt công tắc về chữ DC. Còn khi muốn loa vừa cắm điện vừa hoạt động thì gạt công tắc về chữ AC. Khi công tắc nằm cân bằng ở giữa là tắt trạng thái hoạt động của loa. Trong trường hợp sử dụng loa ở ngoài trời thì khả năng kết nối với Bluetooth là một điều vô cùng quan trọng. Mọi người tưởng tượng đã ra ngoài vui chơi rồi mà còn phải dây nhỏ chằng chịt thì rất là mệt mỏi phải không mọi người? Được trang bị công nghệ Bluetooth 5.0, chiếc loa Passion 2 này có khả năng kết nối với các thiết bị như điện thoại, laptop hay TV một cách nhanh chóng và ổn định. Mình đánh giá khả năng kết nối Bluetooth của loa và những thiết bị khác thì rất là nhạy nha. Khi vừa mở máy lên là mình đã có thể tìm thấy thiết bị và kết nối gần như là ngay lập tức luôn. Còn trong khi đó, khi mà mình trải nghiệm một số dòng loa khác thì chúng ta phải mất một khoảng thời gian để khởi động. Thậm chí là sau khi mà kết nối Bluetooth rồi thì vẫn có thể bị mất kết nối và văng ra. Không chỉ đơn thuần là nghe nhạc qua điện thoại, loa còn được trang bị đầy đủ các cổng kết nối từ USB, thẻ nhớ, cổng optical, cổng AUX, jack cắm 3.5 v.v. Tại mặt trên thì nơi đây là các núm vặn điều chỉnh, còn có cả cổng kết nối cho guitar và micro dây. Ở hai cổng guitar và micro dây còn được trang bị nút chặn chống bụi nữa. Với sự đa dạng về kết nối như thế này thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm mang nó ra bên ngoài, phục vụ cho những buổi vui chơi nè, tụ họp bạn bè. Mọi người có thể vừa đàn guitar vừa hát hò các kiểu. Hoặc là nếu như đặt loa ở trong nhà thì đây hoàn toàn có thể trở thành một thiết bị giúp phát âm thanh từ TV hoặc là từ máy tính nè, sẽ giúp cho cả nhà mình tận hưởng âm nhạc một cách tuyệt vời hơn. Hệ thống loa bên trong Passion 2 bao gồm hai loa woofer với đường kính khoảng 16.5cm, một loa mid 7.6cm và một loa jack. Theo như thông tin từ hãng thì hệ thống loa dome được làm từ chất liệu aluminium tinh khiết, giúp đạt được tần số cao mà không làm biến dạng âm thanh. Kết hợp với nam châm neodymium có thể tái tạo dải âm cao một cách chi tiết và tách bạch. Nhờ được trang bị hai loa woofer với thiết kế cuộn dây âm và công suất lớn thì loa cho ra những dải âm trầm khá là trung thực và đầy đủ cảm xúc. Và những chất âm mà loa cho ra thì nó cũng rất trầm ấm này. Tuy nhiên là về bass thì mình cảm nhận là chưa thực sự chi tiết lắm, cho nên là con loa này sẽ rất phù hợp với những bạn nào thích nghe những giai điệu trung âm thiên về lời nhiều hơn là những bài nhạc mạnh hoặc là nhiều beat. Điều làm mình cảm thấy hài lòng hơn cả đó là bộ micro không dây UHF đi kèm loa. Micro có thiết kế khá tối giản, cầm đầm tay và chắc chắn. Alo, 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 alo.
Và đặc biệt là khi mà chúng ta hướng mic về loa thì đây, mọi người có thấy không, không hề bị hú như những dòng loa khác. Đó, mọi người có thể quan sát là không hề có gì xảy ra luôn. Và mình thấy là chiếc mic này thì có độ nhạy và bắt giọng khá là tốt. Và thậm chí chúng ta còn có thể điều chỉnh độ nhạy ở nút ở đằng sau mic. Đây, để mình thử cho các bạn xem, khi mà chúng ta tăng volume lên thì khi mà để xa, mic vẫn bắt được âm thanh khá là tốt. Alo, alo, đó, mọi người có thể nghe thấy đúng không ạ? Và chiếc mic này thì sẽ cực kỳ phù hợp với những bạn nào yêu thích hát hò, mà cho dù để mic xa tới tận bụng thì mic vẫn có thể thu được âm thanh của mình. Giờ đến sau anh còn chưa biết tin về, em cứ mãi ngần ngừ chờ anh. Tại sao yêu đến thế lại gian dối, con tim em vừa tan mần rồi. Từ trên ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay anh thay áo mưa phai, ngọt ngào đến mãi cũng tan thành mây. Trong quá trình hát thì bảng điều khiển của loa còn cho phép mình điều chỉnh riêng âm thanh của nhạc nền và micro hoặc là guitar riêng biệt luôn, cũng như là âm lượng cho tổng cả nhạc nền và micro, giúp nâng tầm âm thanh. Nhờ vào khả năng có thể điều chỉnh từng chi tiết từ âm treble, âm bass của micro, guitar cho tới nhạc nền, cho nên mình thấy tổng thể âm thanh mà loa phát ra thì rất là hay và đầy đủ từng chi tiết. Và đây cũng là một điểm đặc biệt mình rất hiếm thấy ở những dòng loa karaoke sách tay khác. Với một chiếc loa phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời và xử lý âm thanh chuyên nghiệp từ micro cho tới guitar, thì mình nghĩ đây sẽ là một sản phẩm rất phù hợp cho những bạn nào đam mê ca hát và yêu thích những buổi tụ họp cùng với gia đình và bạn bè ở ngoài trời. Còn thông tin chi tiết về loa cũng như giá bán thì mình sẽ cập nhật ở đường link bên dưới. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi. Nếu như mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên cho Điện Máy Xanh một like, một subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.